Dạ vâng, em chào các bác quay trở lại kênh xe đạp Phong Tuyền. Hôm nay em lại lên một số món phụ kiện đồ chơi cho xe đạp thể thao để gửi đến các bác tham khảo. Sau đây em đi vào chi tiết và em báo giá. Các bác có nhu cầu sử dụng thì cho em địa chỉ, số điện thoại rồi em gửi hàng tận nhà. Các bác nhận hàng kiểm tra rồi mới phải thanh toán tiền các bác nhé. Các bác liên hệ với em số điện thoại là 0936 525 998, Zalo là 0983 525 862. Em sẽ đi vào một cái đôi lốp trước đi các bác ơi. Ở đây thì em đang có một đôi lốp Panaracer. Cái thông số của nó là 700 x 25C các bác nhé. Cái đôi lốp này thì nó có một cái trọng lượng siêu nhẹ 200g. Giá của nó là 2 triệu 3 các bác nhé. 2 triệu 3, mã số 1. Panaracer, một thương hiệu đầu bảng của Nhật các bác nhé. Và nó cũng được sản xuất tại Nhật luôn. Made in Japan, trọng lượng siêu nhẹ. Cái hộp của nó làm nhìn cũng rất là đẹp các bác nhé. Để coi đây, Made in Japan. Cái này nó sử dụng vỏ ruột dời hay còn gọi là xăm lốp các bác nhé, 700 x 25C. Cái dòng này thì đây, cái chỗ gân này của nó là dạng gân chọc các bác nhé. Cái này thì nó sẽ rất phù hợp các bác mà chơi tốc độ đua bơ các bác nhé. Trọng lượng thì quá nhẹ thôi. Thằng này nó còn nhẹ nhẹ hơn quá nhé, nhẹ hơn là cái dòng Conti 5000 thì nó rơi vào tầm được khoảng 220g gì đấy. Còn thằng này thì nó có 200g thôi. Rất là nhẹ vô cùng. Giá thì rất là tốt, rẻ hơn Conti các bác nhé. Rẻ hơn Conti 5000, 2 triệu 3. Hộp đây. Vâng. Cái này nó có phản quang. Cái chỗ doát này, cái chữ doát này nó phản quang các bác nhé. Nhìn nghiêng nghiêng nó có 7 màu luôn. Cái hộp rất là đẹp. 2 triệu 3 đô này. Rồi sau đây thì em có một cái clip. Em đã có một cái clip của Duracer 9100 các bác. Đây là cái clip 11 các bác nhé. Thằng này thì Duracer ấy, thì nó sẽ có 5 cái lá clip ở trên này bằng titan này. Còn ở dưới này thì nó bằng thép các bác nhé. Thông số là 1125. 1125 các bác nhé. Đấy, cái clip này thì giá là 2 triệu 4, mã số 2. Mã số 2, 2 triệu 4 các bác nhé. Hình thức của cái clip thì em thấy nó còn rất là đẹp. Nó dùng rồi nên là nó cũng sẽ có những cái vết xích các bác nhé. Nó cũng sẽ có cái vết xích ở trên cái răng clip này, nhưng mà về cơ bản thì nó còn đẹp các bác nhé. Về cơ bản thì còn rất là đẹp, răng lở thứ vuông vức đẹp, chưa có dấu hiệu bị mòn các bác nhé. 2 triệu 4. Các bác đang sử dụng những cái bộ group 11 clip của Shimano 105, 5800, giờ 7000 hoặc 6800 hoặc Ultegra 105 ấy. Đấy, thì các bác có điều kiện thì các bác chơi cái dòng này, nó sẽ nhẹ, nó bền và nó mượt mà êm ái hơn là những cái dòng Ultegra hoặc là 105 các bác nhé. Vì cái dòng này thì nó là cao cấp nhất đấy, của Shimano rồi. 2 triệu 4. Giờ bên đây em có một cái clip của Ultegra 6800 các bác ơi, đây. Ultegra 6800. Thằng này thì nó là clip 11 các bác nhé. Nó là dòng Ultegra. Thằng này nó cũng lướt rồi. Lướt rồi nhưng mà hình thức thì răng lợi cũng còn vuông đẹp. Đây các bác. Đấy, còn rất là đẹp các bác nhé. Cũng có cái vết xích nó chạy qua rồi. Cái chỗ này nó còn chưa dùng luôn này, mấy cái clip này, này. Em còn chưa nhìn thấy có vết xích các bác nhé. Đây. Còn từ trên này thì có vết rồi. Ultegra 6800. Thằng này thì thông số của nó là 1128 các bác nhé. 1128. Cái clip này thì để các bác 830.000. Mã số 3. Mã số 3, 830.000. Rồi về đây em có một chiếc Ultegra nữa. Chiếc này thì thông số của nó cũng là 1128 và nó cũng là dòng Ultegra 6800 các bác nhé. Cái chiếc clip này thì hình thức nó còn mới hơn cả cái chiếc vừa rồi. Đấy. Thông số là 1128. Đây các bác, 1128 này. Cái này thì 950.000 các bác nhé. Mã số 4. Mã số 4. Ultegra 6800. Cái này cái dòng
1128 này các bác này, các bác vừa chơi tốc độ này, vừa có thể là leo dốc nhẹ được các bác nhé. Đó. Các bác ráp vào những cái bộ giò dĩa 5236 hoặc là 5339 vẫn chạy 1128 bình thường các bác nhé. Chứ không phải là cứ mấy cái thông số nó lớn mà phải chạy những cái clip nhỏ đâu, không phải đâu. Cứ chạy 1128 bình thường. Đấy. Vừa vụt được tốc độ này, vừa có thể là leo cầu, leo dốc nhẹ các bác nhé. Thằng này thì siêu mới luôn. Đấy. Nó mới hơn cái kia các bác nhé, nên là giá nó cao hơn một chút. 6800. Các bác mua về xài chung với lại 105 đều ok hết. Đấy, thằng này thì chất lượng nó cũng sẽ hơn 105 rồi, nó chỉ sau thằng Duracer thôi. Đấy. Không nhất thiết là cứ 105 phải xài 105 đâu các bác. Các bác có tiền các bác mua Ultegra hoặc Duracer xài nó sẽ mượt mà và nó bền bỉ hơn các bác nhé. Ở bên đây thì em có một đôi bê-đan MKS. Đấy, dòng này là dòng MKS BM-7 sản xuất tại Nhật các bác nhé, rất là mượt. Cái đôi bê-đan này em mua được nó trong tình trạng là mới mới 100% luôn. Đấy, cái chỗ bề ngang của nó là 6 cm và cái chiều dài của nó thì là 11,5 cm các bác nhé, 11,8 cm. Mới luôn. Có một cái là anh em nó bỏ cái hộp ở bên Nhật rồi. Nói chung là nó cũng không quan trọng đâu, xịn là được các bác nhé. Mới 100%. Giá để các bác chơi là 1.050.000. Mã này là mã 4 mã số 5. Mã số 5, 1.050.000 các bác nhé. Đó, sau bên đây thì em có một đôi giày. Một đôi giày physics. Cái đôi giày này thì của khách nhà em bán hộ. Đấy, bác em mua nhưng mà nó bị có nghĩa là nó không vừa size các bác ơi. Đôi này nó có size của hãng là size 41. Đấy, UK là 71/4, US là 81/4. Dòng này là dòng physics các bác nhé, thương hiệu của Ý. Đây là một cái đôi giày, một cái model cũng khá là đắt tiền của physics các bác ơi. Dòng này nó cũng là dòng fansuit của physics các bác nhé. Đấy, giá là 3 triệu 9. Mã số 6. Mã số 6. 3 triệu 9. Cái này giá này là lỗ rồi các bác nhé. Cái giá này là lỗ đấy. Bạn nào chơi đôi này quá hợp lý luôn, nếu mà đúng sai. Giá này là lỗ mất mấy trăm rồi các bạn này. Mới nguyên hộp luôn. Form dáng rất là đẹp. Màu này là màu đỏ đô, có màu này nó rất là sang các bạn nhé, chứ không phải là nó là dòng màu đỏ tươi đâu. Màu này lên chân rất đẹp và nhìn rất là sang. Hai có ba. Dòng phan xít của physics các bác nhé, đế carbon này. Còn chưa lột cái ni lông các bác này. Cái này thì cái gót này thì nó chống trượt rất là tốt, đế carbon rất là cứng, này nó rất là nhiều lỗ thoáng ở đằng trước các bác này, da rẻ rất là ngon, dòng này lau chùi rất dễ các bác nhé. Physics size 41, nó để ở đây là chân, nó để là 26,3 cm. Cái thằng physics này thì các bác chân phải, các bác nhé, các bác chân thon thon một chút, chân thon là đi ok. Cái lót của nó nhìn rất là đẹp thôi. Cái này thì đây, đúng rồi, cái lót của nó là 26,2 cm. Thì bác nào chân tầm được khoảng 25,5 cm là ok các bác nhé. 25,5 cm đổ lại. Cái này chỗ to nhất của nó là 8,5 cm. Rất là đẹp. Một đôi của nó đây các bác. Ôi giày quá đẹp luôn. Giá thì quá là yêu thương. Đói. Giá rất yêu thương, cơ hội. Các bác nào đi size 41 các bác này, trên 25,5 cm.
3,9 triệu của khách nhờ em bán hộ các bác nhé. Rồi bên đây thì em có cái món dầu cha sen cha xích này, thương hiệu Zefan của Pháp, nó sản xuất tại Pháp luôn các bác nhé. Dòng này là dòng cao cấp nhất của hãng Zefan rồi, nó là dòng nano ceramic này, nó sử dụng được cho 4 mùa các bác nhé. Các bác mua dầu ấy thì các bác hỏi người dùng ấy, hỏi người bán xem các bác nhé. Tại dầu này nó cũng phân ra các mùa các bác ơi. Đấy, ví dụ dòng này thì nó sử dụng được cho 4 mùa. Thằng Zefan này nó có một, nó còn 3 loại nữa. Một loại là chuyên để sử dụng cho mùa đông, một loại chuyên sử dụng cho mùa hè. Đấy. Và loại này thì nó sử dụng được 4 mùa các bác nhé. Đấy. Ví dụ như các bác mà mua cái dầu mà sử dụng cho mùa hè ấy, mà các bác dùng vào mùa đông ấy, thì cái dầu đấy các bác khi các bác tra ấy, thì tra lên xích các bác nhé, là nó đặc. Đấy, nó làm cho cái xích của mình là nó không mượt mà được như là khi mà mình sử dụng mùa hè các bác nhé. Đấy, nó phân ra. Đấy. Còn các bác mua cái dầu này thì các bác dùng được 4 mùa luôn. Đây, nó có cái biểu tượng trên đây các bác nhé, 4 mùa. Đấy. Dung tích là 120 ml, giá là 230.000 một chai. À, chính hãng của Pháp các bác nhé. Cái này thì một chai các bác sử dụng có khi cả nửa năm nó mới hết. À, mỗi một cái mắt xích này các bác chỉ tra lên đấy một cái giọt rất là nhỏ thôi. Thằng này thì cái dầu của nó là màu sữa các bác nhé. Hàng chính hãng của Pháp, 230.000 một chai. Nó bảo vệ xích líp và răng đĩa rất là tốt, chống mài mòn, chống bám bụi bẩn các bác nhé. Rồi sang bên đây thì em có một cái bộ lá đĩa. Đây em. Hôm nay em tuyển được cái bộ lá đĩa. Các bác đang chơi những cái bộ group Duracell 9000. Bộ này thì không còn gì để bàn với nó nữa các bác ơi. Cái thông số nó đẹp và cái hình thức của nó cũng còn gọi là cực kỳ đẹp các bác nhé. Duracell 9000, thông số là 5236. Giá 2,6 triệu các bác nhé. Mã số 7. Mã số 7. Đó. Các bác nhìn cái răng của nó này. Nó hầu như là chưa có dấu hiệu bị mòn các bác nhé. Răng đấy nó còn vuông đẹp như này. Nó cũng có vết xích, gọi là nó chỉ chạy lướt lướt qua thôi. Các bác nhé. Nó chỉ chạy lướt lướt qua thôi. Còn tất cả các răng là chưa có dấu hiệu bị mòn, còn đang là vuông đét luôn. Duracell 9000 các bác nhé. Nói chung là quá mới luôn, 2,6 triệu các bác nhé, tiền nào phải đấy. Mã số 7. Rồi bên đây em có mũ khoa. Em có một cái chiếc mũ của Ben Solar. Chiếc này thì 1.680.000. Mã số 8. Mã số 8, 1.680.000. Ben Solar. Mới nguyên hộp quá nhé. Đây, trong này thì nó có sách vở. Đó, sách vở đầy đủ hết. Mới. Mới luôn. Chữ Nhật cái nhiếc gì ở cái túi này. Thằng này thì có công nghệ MIP các bác nhé. Ben Solar. Đấy, mới luôn. Form đầy mới các bác nhé. MIP này. Đó. Bảo vệ đầu trong không may ở trong cái trường hợp là bị tai nạn các bác ơi. Đấy, cái chiếc mũ này của em thì nó có size của hãng size M. Vòng đầu từ 55 cho đến 59 các bác nhé. Size M, vòng đầu từ 55 cho đến 59. Đấy, sản xuất là 2023 các bác ơi. Đấy, sản xuất 2023 các bác nhé. Mới 100% luôn, Ben Solar. Mới. 1.680.000. Rồi, sáng bên đây thì em có một chiếc mũ Suomi. Cái chiếc mũ này thì nó là thương hiệu của Ý các bác nhé.
Suomi. Thiết kế nhìn rất là hầm hố các bác ơi. Màu mè cũng khá là đẹp. Em mà đặt trước đây, rất là nhiều lỗ thoáng quá chứ. Đấy, chiếc này nó cũng là mới luôn. Thương hiệu của Ý, sản xuất tại Trung Quốc. Cái mũ Ben Slide kia nó cũng sản xuất Trung Quốc các bác nhé. Cái nào mà các bác cứ nghe thấy em nói là thương hiệu thì có nghĩa là cái mũ đấy nó sẽ sản xuất ở nước thứ hai. Đấy. Suomi, thương hiệu của Ý và sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Mũ thì em bán rất là nhiều, một tháng có khi bán cả trăm cái mũ, nhưng mà em để ý là hầu như là đã gọi là thương hiệu thì nó sẽ sản xuất ở Trung Quốc. Còn ví dụ như là em nói là của Ý, nó sản xuất ở Ý thì đấy là sản xuất ở Ý. Còn nó thương hiệu thì là nó sản xuất ở nước khác các bác nhé. Mà cơ bản em thấy là 100% là hầu như là sản xuất ở Trung Quốc thôi, chứ không có nước nào khác nữa đâu. 1,3 triệu chiếc này mới. Đấy, cái chiếc này mới các bác nhé. Chiếc này thì nó có size của hãng. Đấy, vòng đầu từ 59 cho đến 61, chỉnh vòng đầu đây. 59 cho 61 các bác nhé. Thằng này nó size to nhưng mà em thấy cái trọng lượng nó rất là nhẹ. 210 g. Các bác ơi. Size L mà có 210 g thôi. Quá nhẹ luôn. Để em đổ thử xem nào. Cái này 59. Cái này nếu mà siết vào như này thì có 57, 58 vẫn đội được. Đây, em để ở cái tầm này thì 58 em đội ok luôn, quá đẹp luôn. Đấy, nói chung là các bác từ 58 đổ lên. Còn bác nào mà cao to các bác nhé, các bác nào mà người to mà vòng đầu lại nhỏ thì các bác chọn cái này cũng vẫn ok, khoảng 57 vẫn đội được các bác nhé. Siết vào như này 57 vẫn độ ok. Đấy, 58 đổ lên thì là quá đẹp luôn. Chiếc mũ nhẹ thật. Cái này nó mới nhưng mà nó không còn cái hộp, với lại chủ cũ bên Nhật ấy, người ta bảo quản thì nó cũng để trong tủ các bác. Cũng lôi ra lôi vào thì nó cũng có những cái vết, có những cái vết gọi là nhẹ nhẹ như sợi tóc răm răm các bác nhé. Mà nói chung là nó hơi khó tìm chút, các bác thông cảm. 1,3 triệu các bác nhé. Đây, giá rất là tốt. 1,3 triệu. Mã số 9. Mã số 9, 1,3 triệu. Ở sau đây thì em có một chiếc mũ mét. Đây là cái model đẳng cấp nhất của hãng mét các bác nhé. Thằng này thì nó là dòng mét Centa Mip. Cao cấp hơn nữa thì nó có mét Centa Mip Carbon. Nói chung là đây là cái model hết số của thương hiệu mét đến từ nước Ý các bác nhé. Thương hiệu mét của Ý. Cái này thì màu siêu đỉnh siêu đẹp. Mét Centa Mip. Cái chiếc mũ này thì vận chuyển về thì nó có một cái vết các bác ơi, nó có một cái vết nhẹ nhẹ đây các bác này, ví chỗ này đây, cái này giờ em ấn ấy, nó gần như nó gần lồi lên hết rồi, nó tí tị thôi đấy, nó bị hàng nó đè lên các bác. Cái thằng này thì cái nhựa ngoài nó mỏng lắm, nó mỏng như cái tờ giấy nên là nó rất là dễ bị cấn bóp. Vận chuyển về thì nó hơi bị một chút đây, em ấn như này thì nó gần lồi lên hết rồi đấy. Cái chiếc này thì nó bị một chút như này nên là bán thanh lý các bác nhé, thanh lý cho các bác 2.950.000. Mã số 10. Nó chỉ có mỗi chỗ đấy thôi, còn hình thức còn rất là mới các bác nhé. Hình thức rất mới. Đó. Đây. Tem 7 màu. Đây tem này 7 màu các bác nhé. Chỉnh vòng đầu đây. Chiếc này thì nó có size của hãng là size L. Size L vòng đầu từ 58 cho đến 61 các bác nhé. Vòng đầu từ 58 cho đến 61. Em thử. Ồ, bác nào chuẩn luôn. Thằng này nó làm chuẩn luôn các bác nhé. Đầu vòng đầu của em đúng 58, em đội cái mũ này vừa đẹp luôn. Mà cái thằng này đội vào sao mà nó xưa cái đầu. Ôi giời, nó ôm các bác nhé, và cái lòng nó rất là sâu. Nói chung là cảm giác nó sướng lắm. Đã chơi đến cái dòng Magenta rồi thì các bác miễn bàn về cái chất lượng của nó đi, và cái
cái lòng của nó nó làm nó ôm đầu lắm. Nếu mà bác nào mà đúng form cái lòng của nó các bác nhé, đội thì miễn chê luôn. Rồi 2.950.000. Cái đôi giày, cái thương hiệu này thì lần đầu tiên em bán, nó là dòng Q36.5 size 40. Đấy, thằng này sản xuất ở Ý các bác nhé. Cái này nó lướt rồi nhưng mà nó còn nguyên cả cái hộp luôn. Để các bác còn đây là đôi giày, ở đây là sách vở hướng dẫn các bác nhé. Sách vở hướng dẫn. Còn đây là cái đôi giày. Cái đôi giày này nó thật là với các bác là em xỏ vào cảm giác nó sướng. Giá nó rất là mềm các bác nhé, mà nó trang bị ấy, cho cái đôi giày này hẳn một đấy, hai cái khóa ba, dòng này là dòng ly hai các bác nhé. Đấy, nó trang bị hẳn cho cái đôi giày này hai cái khóa rất là ngon. Khóa này thì nó thường trang bị cho những cái đôi giày cao cấp, ví dụ như là dòng SUD Ares các bác nhé. SUD Ares ấy. Đấy, đôi đấy thì giá mới của nó đâu bây giờ vẫn đang tầm độ khoảng thị trường nó bán khoảng gần 6 triệu các bác ơi. Q365 thương hiệu của Ý. Đôi này nó mà size 40.5 thì ngon quá. Em có một đôi CD size 41 hôm qua, có một bác ấy thích quá này, khách quen nên là bác bảo chia lại cho bác ấy, thì em bán mất rồi. Một đôi này nó 40.5 thì em đi vừa luôn, 40 thì nó hơi kích tí thì em để lại cái đôi này em đi xỏ vào, cái xỏ vào chân cảm giác nó sướng lắm, sướng. Đây, cái chỗ này nó bằng thun này các bác này, chỗ này là bằng thun các bác nhé. Nó rất là thoải mái cái chân ở cái chỗ này khi các bác nhấn ấy. Mà cái lòng của nó làm các bác ơi, nó xỏ một cái bàn chân vào nó như kiểu là được massage các bác, thích lắm. Cái da của nó này. Cái này thì nó có cái vết ố ố các bác nhé, nó lướt rồi nhưng mà hình thức còn rất là mới. Đồ này lên chân cực đẹp luôn, khóa thì miễn bàn luôn. Size 40. Đây, để em đo cái lót của nó. Đôi này chân của em 25,2 cm thì nó hơi hơi thừa một chút. Đấy, cái này đấy, lót của nó là 25,2 cm các bác nhé. Đấy, thì bác nào chân tầm độ khoảng dưới 25 cm là ok. Cái này thì 8,4 cm. Lót của nó này, của 365. Và có một bác khách cũng đang sở hữu một đôi như này, ca ngợi. Đó, và nó được ca ngợi cái đôi giày này thích, đi còn sướng hơn là mấy cái thương hiệu khác. Quá đẹp luôn. Đây là cái đế của nó này. Cái này nó bằng carbon vậy, nó là nguyên một tấm carbon luôn. Đấy, cái đế của nó còn rất là mới. Dòng này chuyên cho xe đua các bác nhé. Ra cái này nó là cái vết bẩn thôi, vết dầu thôi. Không phải là vết xước các bác nhé. Chỗ này thì nó có cái vết ố ố nhẹ nhẹ về, các bác đánh rửa chắc là nó bay hết thôi. Da còn rất là đẹp. Khóa. Khóa mò ngon dã man luôn. Đấy, rất là đẹp các bác nhé. Nó lướt rồi nhưng mà về cơ bản thì nó còn mới lắm. Lướt nhưng quá mới luôn. Chỗ này thì nó cũng là cái vết bẩn thôi, chung là đẹp hoàn hảo các bác nhé. Rất đáng đồng tiền bác gạo các bác ơi. Đồ này thì giao lưu các bác 1.900.000, mã số 11, 1.900.000. Ở sang bên đây thì em có áo các bác ơi, sang bên đây em có áo này. Đấy, đầu tiên là một chiếc áo cát tơ ly các bác nhé. Chiếc áo cát tơ ly. Cái này nách của nó 43. Nó dài là 66 các bác nhé.
Đây là cái lưng của nó này. Tay của nó đây các bạn này. Tay đời mới, tay Aero các bác nhé. Cái này tay nó rất là dài. Đấy, mặt của nó sẽ gần tới cái khuỷu tay các bác nhé. Cái chiếc áo này nó có size của hãng là size M. Size M. Giá là 1 triệu 8 các bác nhé. Mã này là mã số 12. 12 các bác ơi. Cái chiếc áo này thì các bác tầm được khoảng 67 cân đổ lại các bác nhé. Cái tầm đầu khoảng 67 cân, 66 67 cân mặc thì nó sẽ body. 67 68 66 68 cân mặc thì nó body nó đẹp. Đấy, còn bác nào mà tầm được khoảng 64 65 cân đấy thì mặc nó sẽ hơi rộng một chút. Nhưng mà cái này thì nói chung là nó còn tùy vào cái khung người của các bác nhé. Đấy. Thì cái cân nặng này thì nó chỉ là tương đối thôi. Đấy. Các bác nhé, tương đối thôi. Đấy. Đấy. Chân vải thì quá ok rồi, quá ngon, màu quá đẹp. Tay 1 triệu 8. Các bác tầm được khoảng 64 cho đến 68 cân mặc là ok các bác nhé. Rồi, tiếp đến là em có một chiếc áo con gà. Cái này cái nách của nó là 46. Cái chiều dài của nó là 68. Sao đây? Túi nhé. Chiếc này chất vải cũng rất là ngon các bác, áo con gà các bác nhé. Thương hiệu của Pháp. Nó đẹp như mới các bác ơi. Đẹp như mới các bác nhé. Chiếc này thì các bác cao từ 1m67, 1m73, nặng tầm độ khoảng tầm độ khoảng 70 cân các bác nhé, 70 cân size M. Này nó tương đương với size L ở người châu Á các bác này. Đấy. Vòng ngực từ 89 đến 95. Chiếc này thì 700. Mã số 13. 700 các bạn nhé. Rồi cuối cùng là một chiếc Moretan. Chiếc này cái nách của nó là 39 năm. Chiều dài của nó là 63 năm. Đây cái đằng sau này. Cái này nó có size của hãng là size L. Cái chiếc áo này thì em đang mặc các bác nhé. Em đang mặc mà em có hai cái nó giống nhau nên em chia lại cho các bác một cái. Có hai cái giống nhau nên là em chia lại cho các bác một cái. Cái này em 1m75, 76 mà em nặng 70 cân. Em mặc cái áo này thì em thấy là nó vừa. Đấy, nó body, nó dính chặt vào người thì là nó đẹp. Đấy, còn thì các bác thì em có nhiều khi là các bác nhìn thấy cái số đo thì các bác là sợ là nó chật, nhưng mà em mặc thực tế thì 1m75, 76 đấy, em mặc cái số đo này em thấy là vừa. Đấy, thực cái áo này thì bây giờ bán cho các bác nhé, bán cho các bác tầm được khoảng 65 cân đổ lại các bác nhé. Đấy, bác nào mà mặc body thì nó sẽ đẹp các bác nhé, còn các bác mà mặc nó rộng ấy, thì những cái chiếc áo này thì nó sẽ hơi xấu. Đấy, cái chất vải nó rất là mềm và nó co giãn rất nhiều các bác nhé. Đấy, chiếc này thì chia lại các bác là 550.000, 580.000 các bác nhé. Mã số 13. 13 được rồi. 14 vâng. Mã số 14. Cái này nó sản xuất ở Trung Quốc các bác nhé. Hàng thì nó xuất Nhật, em mua bên Nhật về. Đấy, các bạn em có hai cái nên là chia bớt lại các bác một cái. Đấy, size L. Mình đo như thế nhưng mà em mặc thì là vừa, tại nó giãn nhiều lắm. Đấy. Giãn nhiều lắm. Đấy, các bác nhé. Rồi.
Em vừa lên một lô phụ kiện để gửi đến các bác tham khảo. Các bác có nhu cầu sử dụng cái mặt hàng gì thì liên hệ với em, số điện thoại là 0936 525 998 và Zalo là 0983 525 862. Em cảm ơn các bác đã ủng hộ theo dõi kênh Sa Đạp Phong Tuyền. Em chào các bác.